qua, Jenny, nàng đại sứ toàn cầu của nhà mốt Chanel đã tham dự tuần lễ thời trang Paris Fashion Week. Sự xuất hiện của cô trong suốt những ngày công tác tại Pháp luôn nhận được sự trông ngóng từ người hâm mộ. Tuy nhiên, trong lịch trình cá nhân ngoài show diễn, Jenny đã bị một bộ phận fan quá khích theo dõi và buông những lời khiếm nhã khi không được như ý muốn. Cụ thể, khi Jenny tới showroom thời trang của Chanel, đã có một số fan có mặt để chờ đợi cô ở bên ngoài. Ngay khi cô bước ra, những người này có động thái muốn xin chữ ký của Jenny. Thế nhưng vì lịch trình bận rộn, cô đã đi thẳng mà không có ý định nán lại. Ngay lập tức, một số những lời lẽ không mấy lịch sự của những người được cho là fan này buông ra như là bạn đang nghiêm túc đấy à, bạn ghét chúng tôi à. Thậm chí cộng đồng mạng còn khẳng định một trong số những người có mặt đã buông lời khiếm nhã dành cho Jenny. Tuy nhiên vì không nghe thấy và để chiều người hâm mộ, Jenny đã nán lại ký tặng và không ngần ngại dành thời gian chụp hình với các fan đứng đợi mình. Khoảnh khắc quay trở lại và ký tặng người hâm mộ của Jenny cũng được cho là khá miễn cưỡng vì có dấu hiệu mệt mỏi từ nữ idol. Đoạn clip sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã tạo nên luồng tranh cãi chỉ trích dữ dội dành cho nhóm người có mặt xin chữ ký chụp hình với Jenny. Hiện tại thì sau những chỉ trích của cộng đồng mạng, chủ nhân của đoạn clip đã xóa bài đăng trên TikTok cũng như khóa trang cá nhân. Trước đó thì Jenny đã tung ra teaser hé lộ cho sản phẩm âm nhạc đầu tiên nằm trong album solo sắp ra mắt mang tên là Mantra. Theo những gì cô nàng hé lộ về dự án solo, cộng đồng mạng đã suy đoán về việc album mới của Jenny sẽ mang ý nghĩa bảo vệ và truyền cảm hứng cho phụ nữ. Dù chưa chính thức ra mắt album nhưng với những ý nghĩa sâu xa được Jenny cài cắm, người hâm mộ đang rất mong chờ vào loạt sản phẩm âm nhạc được cho là dành riêng cho những người phụ nữ. Chúng mình là Tốt Sau Hàn, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất và hot nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.